Xin chào quý vị khán giả và các em thiếu nhi của chương trình Ước mơ của em do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty MCV sản xuất. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tổng đài Ước mơ của em đã có rất nhiều thư của các bạn nhỏ gửi về để chia sẻ những ước mơ của mình, và Mai Phương cũng đã chọn ra được một bức thư của người bạn nhỏ tên là Minh Yến. Và bây giờ thì Mai Phương sẽ liên lạc trực tiếp với hiệp sĩ để nhờ hiệp sĩ giúp đỡ cho Minh Yến thực hiện ước mơ của mình. Alo, anh nghe Mai Phương. Hiệp sĩ đang làm gì đó? Có bận việc gì không? Anh đang xem lại chương trình Ước mơ của em, xem để rút kinh nghiệm. Thì ra là vậy. Vậy thì bây giờ hiệp sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ của ngày hôm nay chưa? Có nhiệm vụ mới à? Bây giờ hiệp sĩ hãy cùng nghe lá thư này nha. Đây là lá thư của bé Minh Yến. Bé Minh Yến muốn tham quan trường quay của một bộ phim hoặc một chương trình truyền hình để biết các cô chú thành viên trong ekip sản xuất làm việc vất vả như thế nào để có thể cho ra đời một bộ phim hoặc một chương trình truyền hình. Anh sẽ nhận nhiệm vụ. Rồi, em yên tâm đi. Vậy thì sẵn sàng lên đường nha. Chúc hiệp sĩ thành công. Thưa quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem hiệp sĩ Bin sẽ dẫn Minh Yến và dẫn chúng ta đến tham quan một trường quay của một bộ phim hay chương trình truyền hình nào nhé. Tới nhà của bé Yến rồi. Con chào chú. Chào con. Nhìn con nha, là chú hiệp sĩ Bin đoán chắc con không phải là Minh Yến đúng không? Bởi vì dạ. Minh Yến là 9 tuổi là không thể nào mà nhỏ xíu được như vậy. Dạ. Minh Yến là gì của con? Dạ là chị. Con tên gì? Con tên là Trần Ngọc Minh Thư. Minh Thư có thể nào dẫn chú hiệp sĩ Bin nay vô gặp chị Minh Yến được không? Dạ được. Đi con. Chú. Chào con. Con là Minh Yến đúng không? Dạ. Yeah. Chú là chú hiệp sĩ Bin, hôm nay tới đây để giúp con thực hiện ước mơ. Chào chú. Chào chị. Em là hiệp sĩ Bin của chương trình Ước mơ của em, hôm nay tới đây để mà gặp gỡ bé Yến cũng như là xin phép của chị để em được giúp đỡ cho bé Yến thực hiện ước mơ của mình. Yến ơi, con có thể nào nói cho mẹ của con biết là ước mơ của con là gì? Thưa chú, ước mơ của con á là con một lần thăm trường quay phim hoặc là đoàn làm phim gì đó. Con có thể cho chú biết là tại sao ước mơ của con là đến tham quan đoàn quay? Dạ, con ước mơ sau này con trở thành một nữ diễn viên thật là tài giỏi. Chú hiệp sĩ Bin sẽ gọi điện thoại cho bên cái trường quay đó để coi họ làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ nghe. Dũng ơi, cho anh hỏi là hôm nay là trong trường quay của mình á có quay chương trình gì không nè? Hôm nay thì đoàn của bọn em đi sang Cần Thơ mất rồi, tất phải đến ngày mai ngày mốt mới về cơ. Ủa gì, hôm nay không quay gì chứ hả? Dạ. Chết rồi. Anh thử gọi qua bên phim trường Vision 21 coi, hình như là em nghe nói là một chương trình của HTV như Gia đình tài tử anh. Gia đình tài tử hả? Được rồi, để anh gọi liền nhé. Có rồi. Tưởng cái gì chứ, chương trình gia đình tài tử á thì là chú hiệp sĩ Bin là quen rất nhiều người ở trong đó, và chú đã từng là sứ giả cho chương trình gia đình tài tử. Và cũng xin phép chị cho em được dẫn hai bé, và hứa với chị hiệp sĩ Bin sẽ dẫn hai bé đi đến nơi và về đến chốn. Giới thiệu với con, đây là chú Tùng, làm chương trình gia đình tài tử. Giới thiệu với Tùng, đây là hai bé, bé này là bé Yến, bé này là bé Thư, Thư là em của Yến. Thì hôm nay mình nhận nhiệm vụ là giúp bé Yến thực hiện ước mơ, đó là đến tham quan trường quay để xem các cô chú, diễn viên cũng như là mọi người làm việc như thế nào. Anh Thư có thích không? Anh sao mặt buồn vậy? Thích cười ấy. Thì đây là phim trường, bây giờ thì chúng ta sẽ thăm phim trường. Đây, rồi, mời hai con. Quá đẹp quá. Đây là chiếc vé mà một phim tháng dành cho những từ Kiên Giang. Vậy là cái phòng đó là cái phòng gì vậy? Phòng đó gọi là phòng hóa trang, để cho diễn viên trước khi mà lên sân khấu người ta hóa trang và làm đẹp cho mình. Bây giờ chú dẫn con đi gặp chú Quyền Linh nha. Vô trong đó chuẩn bị câu hỏi để hỏi chú Quyền Linh nha. Dạ. Chào anh Linh. Chào bác. Chào bác đi. Chào bác. Hôm nay là em nhận nhiệm vụ là hiệp sĩ giúp cho bé Minh Yến thực hiện ước mơ của mình, đó là tham quan trường quay. Hôm nay được biết ở đây có quay chương trình gia đình tài tử, thì bé Minh Yến cũng rất là muốn gặp chú Quyền Linh ở ngoài đời để hỏi chú Quyền Linh gì đó. Con chuẩn bị câu hỏi rồi phải không? Dạ. Hỏi chú là chú nói gì, chú có mệt không?
Chú cũng mệt, lúc đầu cũng mệt lắm nhưng mà sao quen rồi. Coi chương trình Gia đình tài tử thì con cũng biết bác Trần Hiếu rồi đúng không? Dạ. À, bây giờ chú đố con nè, bác Trần Hiếu nay nhiêu tuổi á? Năm mấy? Trẻ hơn 20 tuổi. Chứ chú, vậy mình nghĩ thôi, chừng nào mình quay nữa chú? À, mình nghĩ khoảng độ 10 phút để cho các đội chơi tập với nhau xong mình ra mình quay. Chuẩn bị mà. Con có muốn lên sân khấu xem không? À, muốn không? Chú muốn. Muốn rồi, đi chú Linh dẫn lên sân khấu nha. Cửa ra sân khấu rồi đó. Đi ra con thôi. Đừng sợ, đừng sợ. Bước ở đây con thấy ánh sáng không lấy luôn. Đó, giờ con lên sân khấu lần nào chưa? Dạ chưa. Sân khấu này lớn không? Lớn không? Lớn luôn. Bình thường là tụi con chỉ coi chương trình này trên TV. Đó, bây giờ con được gặp chú Quyền Linh bằng xương bằng thịt nè. Được gặp sân khấu và được đứng trên sân khấu Gia đình tài tử luôn. Đó, có vui không? Vui. Thấy đẹp. Cây mà người ta giữ tay là cây gì vậy? Cây đó, để màu sắc nó đẹp, cho nó kêu, cho nó to vậy thôi. Ừ. Nó là một cách thể trang trí rồi. Đó, quay hình cho đẹp. Không? Rồi, thôi đứng đây chụp hình để chú Linh cái đi, để chú Linh còn chuẩn bị công việc nữa. Nghe. Một tay thật lớn dành cho em. Rồi, chào chú Quyền Linh đi. Con đạt được ước mơ của mình nha. Vâng, cảm ơn chú. Rồi, đi. Chú ơi, chú này, chú làm gì vậy? Chú này cầm cái máy quay. Chú này là một trong những quay phim. À. Chú ơi, chú cho con cầm cái máy quay được không? Đó. Các bạn chuẩn bị ạ. Chuẩn bị. Đó. Chú này đặt tay đây nè. Nè, con nhìn cái màn hình nè. Bây giờ con thử lấy một người này cho thử một người nào cho chú ba coi. Bây giờ con thích lấy người nào? Cái chú này cho coi. Đúng vô đó. Rồi. Rồi con focus đi. Focus cho nó nét mặt coi. Focus. Nó. Ok. Được rồi đó. Rồi đó. Được chưa? Thành ra là có khiếu quay phim. Phim này nay mai lớn đi học đường điện ảnh coi. Dạ. Được rồi. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Rồi chào con. Chú đang làm gì vậy chú? Mừng cả hai đội. Bây giờ chúng tôi xin mời đây là cũng là một chú quay phim, chú là cameraman. Đấy, và chú thì chú phải điều khiển một cái cần rất là dài. Chú ơi, chú còn thấy rất là nhiều đèn vậy, mấy cái đèn này có ai điều khiển không ạ? Để cho mỗi cây đèn nó lên đúng vị trí thì chắc chắn phải có một người điều khiển. À, và bây giờ chú sẽ dẫn con đi. Chào bác. Con chào bác. Chào con. Đây, bác này là chuyên viên ánh sáng. Là người mà cho cái đèn nào sáng là sáng, cái đèn nào tối là tối. Có cái gì hỏi cho bác không? Bác ơi, bác. Nếu mà ví dụ như mình bật lên mà cái đèn đó nó dạy như hết pin hay là nó không có bật sáng lên thì sao? Khi mà cái ở đây nó không phải là pin đâu, nó không xài pin. Cho nên là mình xài bằng điện. Chứ không phải xài pin, cho nên nó không hết pin. Và cái thứ hai là nếu như nó không sáng lên thì chứng tỏ là cái đèn nó hư. Nếu như cúp điện thì chú cần một cái đèn nào để chỉnh không? Nếu như mà nó bị cúp điện đó thì mình ở đây người ta sẽ có cái máy phát điện. Đó. Kéo lên kéo xuống. Rồi, mình kéo xuống. Chứ nếu mà mình kéo lên kéo xuống nhiều thì có bị đứt bóng đèn không chứ? Mình mà làm không biết cách làm thì nó cũng có thể bị đứt. Thôi bây giờ chương trình chuẩn bị bắt đầu rồi, để cho bác làm việc nha. Vâng. Đi con. Để. Mày lại chạy. 3 2 mà đi. 1. Con nghe tiếng âm thanh không? Tự giữ nha. À, sở dĩ mà có được cái tiếng âm thanh sạch, âm thanh trong trẻo như vậy đó thì là nhờ chú này. Nếu mà có nhiều thứ vậy thì nếu mà chị âm thanh thì con sợ chú đó có nhầm lẫn không? Đã là chuyên viên rồi thì là không thể nào mà nhầm lẫn được. Bởi vì khi mà chuẩn bị vào làm một chương trình và sản xuất chương trình thì đòi hỏi mức độ chuyên nghiệp mà ngoài để được chuyên nghiệp thì mình phải tập trung rất cao độ. Bây giờ chú sẽ dẫn con đi đến một cái nơi mà ở đó khi người ta làm việc có nghĩa là sẽ có một chú đó là đạo diễn hình. Chú công việc của chú là chọn lọc ra những hình ảnh đẹp nhất trong các máy quay để mà đưa lên truyền hình. Nè, đi, bây giờ mình đi nha. Đó, con thấy không? Cái đường dây nè, nó dẫn từ ở trong đó ra tới đây. Bây giờ chúng ta sẽ lên tham quan xe màu ha. Nha, chào anh. Những hình ảnh mà ở nhà mình coi đó là từ cái màn hình này mà ra. Nếu mà phát trên TV này, mình phát liền hay là qua quá trình xử lý? Về nhà mình còn biên tập lại nữa. Có dẫn lại đúng rồi qua có hậu kỳ. Đó, gọi là hậu kỳ. Bây giờ để cho chú làm việc nha. Dạ, chú con đi. Bye bye. Con có thể nào nói cho chú hiệp sĩ Bin biết là bây giờ cảm nghĩ của con lúc này ra sao?
Dạ con thấy là con rất là vui. Ừ, con thấy trường quay là sao? Dạ trường quay rất là to. Rất là to đúng không? Bình thường con coi trên TV, con chắc lẽ là con nghĩ là cái trường quay nhỏ nhỏ xíu phải không? Dạ. Và thấy các cô chú làm việc như thế nào? Dạ con thấy chứ các cô chú làm việc rất là vất vả. Vất vả hả? Như vậy là hôm nay hiệp sĩ Bin đã giúp cho bé Minh Yến và ngay cả bé Minh Thư thực hiện ước mơ của mình. Và xin cảm ơn tất cả anh chị trong chương trình Gia đình Tài tử đã giúp đỡ Quốc Thuận cũng giống như là hai bé. Nếu như các bé đang xem chương trình Ước mơ của em và các bé có ước mơ của mình thì các bé cứ mạnh dạn gửi thư về cho chương trình Ước mơ của em. Còn bây giờ chú Bin và hai bé xin chào các bé. Wow, quả là một chuyến tham quan rất là thú vị đúng không nào? Và chắc chắn là sau chuyến tham quan này thì chị em của bạn Minh Yến cũng như những người bạn nhỏ của chương trình Ước mơ của em cũng đã hiểu rõ hơn về cách làm việc của một ekip sản xuất đằng sau một bộ phim hoặc một chương trình truyền hình thực tế rồi đúng không nào? Và quan trọng nhất là Mai Phương còn phát hiện ra một điều rất là thú vị. Đó là bé Minh Yến đã chia sẻ với Mai Phương rằng là sau chuyến tham quan này thì Minh Yến đã xác định cho mình một ước mơ mới, đó là quyết tâm trở thành một thành viên trong ekip sản xuất của một chương trình sắp tới đây. Có vẻ như ước mơ này sẽ rất là thú vị. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Rất là tiếc phải nói lời chia tay với tất cả quý vị và các bạn. Chương trình Ước mơ của em được phát sóng vào lúc 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sinh năm 1990, quê ở Bình Thuận, hiện đang làm giúp sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở đâu em? Dạ ở Gò Vấp ạ. Mình sống với ai em ơi? Dạ hiện tại thì em đang ở trọ với em trai. Em mình dạy ở đâu em? Dạ em dạy ở Gò Vấp, trường mầm non Tâm Toàn Cầu. Giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh là những cái mạnh của mình, hát hò nhảy múa nấu ăn cái gì mà hát gì đó. Em thì hát được, thích nấu ăn. Hát được hả? Hát cho chị vài câu nha. Dạ hiện tại thì đang em đang bị ho, đang đau họng quá chị. Một vài câu chị không có kêu hát nhiều. Kêu cái em quên mất không biết hát về gì nữa. Hát được. Được rồi, còn điểm mạnh gì nấu ăn? Dạ nấu ăn. Rồi còn không nè. Dạ chắc là hết rồi. Dạ. Thấy là hay lắm đúng không? Có thể làm mấy cái đồ mà hen ép này kia để cho các bé chơi đúng không? À dạ cái đó thì em có thể làm được nhưng mà không có khéo tay lắm hả? Có thể làm được là hay rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là hơi bị tự ti á chị. Em đã từng ly hôn. Ly hôn rồi à? Dạ. Rồi mình có cháu nào không em? Dạ, dạ không chị. Em có đây 6 năm. Ly hôn cách đây 6 năm. Vậy là em có cái chồng năm bao nhiêu tuổi? Dạ năm em 25. Rồi lý do thì sao mình ly hôn? Ủa mình cưới được bao lâu thì ly hôn em? Dạ rồi em sống với nhau được không ạ? Không hợp với. Cưới nhau 6 tháng rồi là ly hôn rồi. Dạ. Là về vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay sao em? Dạ đúng rồi, vấn đề dạ. Hai bên gia đình nữa. Nói chung là người lớn còn tại vì em là nhưng nghe lời mẹ quá cho nên là tụi em cứ dừng lại. Cái chị không biết chủ ý. Cái chồng em thời mẹ là nghe lời như thế nào để nó có em coi ví dụ như người sau ví dụ chị giới thiệu nó ở mức độ nào thì là em cảm thấy là không đó. Tại vì chồng em á mẹ chồng em á kiểu là không ưng em
xong rồi là muốn con của mình là dừng lại á, là chồng em là nghe lời, trong khi đó là em đã năn nỉ chồng là nếu mà không ở được với ba mẹ thì thôi chồng dọn ra riêng để từ từ mà từ từ rồi thuyết phục hai bên gia đình sau, nhưng mà chồng em không có đồng ý. Đó là chắc là anh phải với em phải dừng lại để anh về sống với ba mẹ anh, báo hiếu cho ba mẹ anh. Ủa nhưng mà lý do tại sao lại không ưa em á em? Dạ tại vì em thì em không có làm được nghề nông á, mà mẹ chồng em thì muốn con dâu là phải làm nông rồi. Mà hồi trước ấy, khi mà em tìm hiểu thì em có biết cái điều đó không á? Dạ không, lúc mà tìm hiểu thì chồng em nói là anh chỉ cần một người biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để phụ má anh làm việc thôi. Khi cưới nhau giờ rồi xong là ba chồng mới nói là không lẽ giờ má chồng con ra làm ở ngoài ruộng mà con ở trong nhà thì cũng khó coi quá. Thôi con ra con phụ má được gì thì phụ. Mà tại vì từ nhỏ tới lớn là em không có làm nông được. Xong rồi bắt đầu mẹ chồng càng ngày càng thấy không hợp, không thích nữa. Rồi kiếm chuyện này, kiếm chuyện nọ, đủ thứ á. Vậy là sau 6 tháng là chia tay luôn. Dạ. Là em quen bao lâu mà em tiến đến kết hôn vậy? Dạ, chắc tầm 5-6 tháng á chị. Trời ơi. Ok. Rồi, ly hôn 5 năm qua, 6 năm qua chứ, thì em có tìm ai yêu thêm ai không? Dạ, cũng có một người, xong rồi người ta kiểu người ta cũng thấy em ly hôn rồi á, người ta cũng không có thích lắm, gia đình người ta cũng dạng khó khăn á, là không muốn con trai người ta lấy gái đã có chồng rồi, nên là thôi, tụi em cũng thôi luôn. Bây giờ em không quen ai hết. Lâu. Em quen người sau quá được bao lâu? À, quen được 2 năm. Lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, là em quen bạn đó. Ừ. 2 năm mà cho như vậy thôi rồi em dừng. Đó dừng. Dạ, tại vì cái lúc đó là người ta nói là gia đình anh á thì hồi trước tới giờ là không có ai ly dị hết. Bây giờ anh mà cưới em á thì em đã đám cưới một lần rồi, không biết là gia đình em có tổ chức đám cưới cho em hay không. Rồi nói những cái câu mà làm cho mình bị tự ti á chị, xong rồi là nên thôi em dừng lại. Và bạn đó cũng có người khác, chắc là bạn đó có người khác nên bạn đó kiếm chuyện. Là sau khi chia tay mới biết bạn có bạn khác hả? Dạ đúng rồi. Sau khi chia tay thì bạn đó quen cái bạn làm chung công ty luôn. Rồi hình như hai bạn bây giờ là đã kết hôn rồi. Ok. Rồi bây giờ mình muốn mẫu người như thế nào à, Hạ ơi? Dạ. Một người đàn ông trước mắt thì cao hơn em, có nghề nghiệp ổn định, đủ đảm bảo để cuộc sống của vợ con. Năm người em rồi định là ổn định là thu nhập bao nhiêu, em cho chị cái mức luôn đi ha. Nếu mà đàn ông mà sống ở Sài Gòn thì chắc là phải tầm trên 10 triệu. Rồi, cao thì sao, em nói cao hơn em là cao bao nhiêu được? Cao hơn em thì tầm 1m7. Dạ em cao 1m6. Rồi 10 triệu trở lên thì đủ đúng không? Rồi. Rồi. Vậy là diễn tả cho chị một xíu ha, để chị nhìn bằng mắt thường nè, là chị thấy được là cái anh đó nó ảnh phù hợp với em. Ví dụ như là tóc, tai, mặt, mũi, miệng, tay chân, da, tóc đồ. Dạ cái đó thì em dễ tính, nếu mà mình cái tóc tai mình có thể thay đổi được, em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó. Ừ, chủ yếu là tấm lòng người ta như thế nào thôi à. Ok chị, thôi chị sẽ, nhưng mà em cũng phải nói là người đó mập hay ốm hay như thế nào đó. Chứ mà ví dụ dạ mập hay ốm hả,
em thích là vừa vừa mập mẫm mỉm là được rồi, không ốm quá cũng không mập quá. Đẹp rồi. Có cái gu nào nhất định không em? Ví dụ như anh Quyền Linh hay là anh Bình Minh hay là ai chẳng hạn, thì chị nhìn vô chị còn biết cái gu em là gì. Chứ mà bây giờ em cứ nói chung chung thì chị chẳng lẽ chị ghét ai ai cũng được, cũng kỳ ha. Dạ anh Quyền Linh cũng được. Mọi người đàn ông của gia đình. Rồi. Nghề nghiệp nghề miễn sao là xin mời chịu thì chị ok rồi. Tuổi thì sao em ơi? Ta dạ. Bán. Tuổi thì hơn tuổi của em. Hơn hơn từ từ 2 tuổi là được không? Gọi nhỏ hơn em được không? Nhỏ hơn em thì em sợ người ta không chịu em thôi chứ. Chút đi nè, chứ chị không hỏi người ta đâu. Chị ta giờ sẽ dạ. Cách nói nhỏ hơn cũng được nhưng mà nhỏ ít thôi, tầm 1 tuổi đến 2 tuổi thôi. Tại vì phụ nữ mình sau này sẽ già hơn đàn ông nhiều lắm. À, cái anh đó anh cũng ly dị như em vậy. Em con thì em ok không? Nếu mà ly hôn rồi, đã có con rồi hả chị? Ừ. Nếu với điều kiện là anh đó ảnh tốt chứ không phải là em sợ là những người ly hôn rồi á là có vấn đề giống như kiểu chồng của em nên em không có niềm tin nhiều giống con ly hôn là ly hôn do không hợp nhau chứ không phải là gì ly hôn về vấn đề là nghe lời mẹ giống như chồng em đúng không? À đúng rồi. Rồi.